Với 19 năm hoạt động trong ngành bất động sản, Đức Dương Group có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn địa thế tạo nên không gian sống đẳng cấp. Đức Dương Group đã và đang chinh phục thị trường bất động sản, vươn lên trở thành một trong những nhà đầu tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Xứng danh kỳ quan thiên nhiên thế giới, với định hướng phát triển du lịch xanh, cùng với cuộc cách mạng toàn diện về hạ tầng, Hạ Long là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản, cũng như là chốn đi về cho tầng lớp những người ưu tú. Nếu không thể bước ra thế giới, tại sao bạn không mang một phần thế giới về nhà? Dự án Beverly Hills Hạ Long ra đời, được lấy cảm hứng từ thành phố xa hoa trên ngọn đồi tại California, Hoa Kỳ, với tầm nhìn rộng mở, hướng ra vịnh Hạ Long đầy thơ mộng. Được bao quanh là hàng cây xanh lộng gió, gửi gắm một cuộc sống thực sự an lành, trong sạch và bình yên. Beverly Hills Hạ Long là một quần thể khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn hotel có tổng diện tích 10,8 hectare, tọa lạc tại đồi Hải quân Bãi Cháy Hạ Long. Đây là vị trí bất động sản có 102 tại Hạ Long, vừa nằm trên đồi cao với tầm nhìn rộng, quanh năm thoáng mát, luồng sinh khí dồi dào, giá trị xanh đích thực. Beverly Hills Hạ Long sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện, với 5 phút đi ô tô ra đến cảng tàu quốc tế, bãi biển, khu phố ẩm thực, chợ truyền thống, tập đoàn Sun Group, Hạ Long Marina, công viên Hạ Long Park lớn nhất Đông Nam Á. Chỉ với 10 phút là đến khu vực hành chính công, bệnh viện quốc tế, bảo tàng Quảng Ninh. Dự án mang trong mình vẻ đẹp kiến trúc Địa Trung Hải, với tầm nhìn toàn cảnh bao trọn vịnh Hạ Long và các khu vực lân cận. Mật độ xây dựng lý tưởng, tạo ra một không gian ngập tràn cây xanh, nắng và gió. Cho dù bạn là nhà đầu tư, cư dân hay là khách tham quan, bạn luôn cảm nhận được chuẩn sống thượng lưu tại nơi đây, với những giây phút trải nghiệm tuyệt vời, xứng danh thiên đường nghỉ dưỡng nhờ chuỗi tiện ích cao cấp đồng bộ. Bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực view biển đầu tiên tại Hạ Long. Khu vui chơi giải trí phức hợp bao gồm gym and spa, nhà hàng buffet tổ chức sự kiện với sức chứa hàng nghìn khách, khách sạn sang trọng, khu sinh hoạt cộng đồng vui chơi trẻ em, tiện ích mini mart, sky bar cao nhất Hạ Long. Đặc biệt, casino của khách sạn 5 sao Hồng Vận nằm trong quần thể của khu nghỉ dưỡng cao cấp Beverly Hills. Ngoài việc định vị là một khu dân cư đẳng cấp, là chốn đi về của giới tinh hoa thượng lưu, Beverly Hills Hạ Long còn là một kênh đầu tư sinh lời đặc biệt hấp dẫn với nhiều sản phẩm bất động sản đa dạng. 180 căn hộ khách sạn hotel tiêu chuẩn quốc tế, 92 căn chung cư cao cấp Đức Dương, 138 lô biệt thự cao cấp Beverly Hills Hạ Long, phân khu từ TT1 đến TT7. Đây là mảnh đất vàng trong kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, với tiềm năng tăng giá không giới hạn. Beverly Hills Hạ Long, thiên đường ngự đỉnh kỳ quan. Love me, oh, baby, you don't mean that.
never back down. Are you working out of my life?